giếm tiền của em đi giao hàng, không mang tiền về cho vợ. Đôn cái này cho vợ miếng, đôn cái kia cho vợ miếng, không đâu, toàn đôn vô xe không anh Linh. Em đôn gì nổi. Chồng mình ngủ lăn lóc ngáy khò khò, em phi vô đạp cho một cái bất tỉnh được. Mới tiền của anh mà dụng là bất chấp luôn anh. Cẩn thận khép trái nổi nha. Hôm nay em có nói gì anh thông cảm bỏ qua cho em nha.